Bộ Giao thông Vận tải thông tin dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông - Hà Nội chưa thể khai thác đúng dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 như kế hoạch trước đó. Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ đầu tháng 4 đến nay, Ban Quản lý Dự án Đường sắt, đại diện chủ đầu tư và Công ty Metro Hà Nội, đơn vị tiếp nhận dự án đã hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ tài liệu kiểm đếm tài sản dự án tại hiện trường. Tuy nhiên, dự kiến sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng mới có xem xét, đánh giá cuối cùng để ra thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng thầu Trung Quốc sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục bàn giao dự án để đưa vào vận hành khai thác. Bộ cũng khẳng định hiện các điều kiện kỹ thuật của dự án đã đảm bảo có thể vận hành. Do phụ thuộc vào quy trình kiểm tra, xem xét và đánh giá kết quả thực hiện, nên dự án chưa thể đưa vào khai thác trong dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 như dự kiến. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải rất mong tiếp nhận được sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm của nhân dân và toàn xã hội.